xin kính chào kính chào quý giả của Đài Truyền Hình SCT sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình Thời sự 247 của Đỗ Dũng thưa quý vị uh, quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ có thể nói là trong 10 năm qua gần 10 năm qua thì đúng hơn uh, từ năm 2013 dạ, 10 năm qua đến à thì nó 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 thăng tiến rất là cao đặc biệt là từ năm 2016 sau khi Tổng thống Barack Obama sang thăm Việt Nam có bỏ lệnh cấm vận bán vũ khí cho Việt Nam thì nó còn tăng trưởng dữ nữa. Đó. Về mọi mặt, nói chung về mọi mặt. À, và tôi đã nhiều lần trình bày trên chương trình này, đặc biệt là trong vấn đề mà buôn bán. Mỹ bây giờ là cái thị trường xuất cảng lớn nhất của Việt Nam. Như năm ngoái là Việt Nam xuất cảng hơn 100 tỷ đô la và nước là Mỹ là cái nước đầu tiên mà Việt Nam có cái, cái 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 xuất cảng hơn 100 đô la, nói chung là rất là tốt. Thế nhưng mà gần đây à, nó có như một cái số chuyện không có lợi cho Việt Nam và chuyện này nó đã xảy ra sau khi uh, cuộc chiến ở tại Ukraine nó bắt đầu và sau khi có những đụng độ giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ thì tôi vẫn thường nói uh, hôm trước có một số bài tôi nói khi mà Hoa Kỳ và Trung Quốc có đụng độ với nhau Việt Nam mệt bởi nó anh, anh nhỏ anh đứng giữa về mặt chính trị của ngoại giao thì hôm nay đó nó là về mặt kinh tế đó là Việt Nam bắt đầu có phải là ảnh hưởng đó. Uh, thì trong số những cái mặt hàng mà Việt Nam xuất cảng qua Mỹ đó cái hàng dệt may và giày dép là một trong những cái thế mạnh của Việt Nam. À, chẳng hạn như quý vị thấy trên hình giày Nike này, rồi uh, giày uh, Reebok, này, hãng Adidas, nói chung là những cái đồ mà trước đây sản xuất bên Trung Quốc đó, bây giờ đưa qua Việt Nam làm nhiều lắm. Mà hầu hết các cái hãng mà đầu tư Việt Nam đó thì lại là, là hãng của Đài Loan và Trung Quốc. Đó. Thì cái này tôi mở mặt tí xíu để quý vị biết, trước đây trên chương trình này tôi có nói một lần, ở Việt Nam xuất cảng qua Mỹ rất là nhiều nhưng mà hầu như Việt Nam không có gọi là đầu tư vào cái chuyện gọi là uh, trí tuệ để làm sao mình có thể làm chủ cái hãng mà mình sản xuất trực tiếp cho Trung Quốc luôn mà bây giờ đó là đa số là nước ngoài ví dụ Trung Quốc, ở Đài Loan họ vào Việt Nam họ đầu tư họ mang kỹ thuật vào sau đó họ mướn công nhân Việt Nam làm xong cái hàng đó bán qua cho Mỹ à, và các nước khác thì cái trước đây trên chương trình này tôi có nói cái, tỷ lệ đó mà trí tuệ của Việt Nam trong những nó rất là thấp ví dụ 10 công ty nước ngoài ở Việt Nam thì Việt Nam chắc có được chừng một công ty do mình làm chủ còn 9 công ty là của nước ngoài thì người ta tính phải làm sao một ngày nào đó mà trong 10 công ty đó phải là năm sáu công ty của Việt Nam và thậm chí một ngày nào đó là 10 công ty nước của Việt Nam luôn thì Việt Nam thì chưa đạt được đó cho nên bị lệ thuộc đó thì khi mà lệ thuộc như vậy thì nó ảnh hưởng thì bây giờ qua trở lại cái vấn đề mà hàng hóa may mặc và giày dép thì đa số nguyên liệu này đều là coi như là trên 50% là nhập từ Trung Quốc mà Trung Quốc thì cái khu vực mà sản xuất bông vải lớn nhất Trung Quốc là vùng Tân Cương Tân Cương là nơi đó có người Duy, Duy Ngô Nhĩ, người Y Huy đó. thì ở đây đó À, trong thời gian qua ông thượng nghị sĩ Marco Rubio của đảng cộng hòa tiểu bang Florida và một số vị ở dân cử cộng hòa khác họ mới đề nghị cái luật à, đề nghị cái luật là trừng phạt uh, Trung Quốc qua cái chuyện là họ bị bảo là họ tố cáo Trung Quốc dùng uh, những cái người tân Cương họ bắt được à, cứ bức là lao động sản xuất những cái nguyên liệu và trong đó có cả sản xuất bông vải luôn à, đương nhiên Trung Quốc bác bỏ cái chuyện này nhưng mà ông Mỹ thì mặt chính trị á Ông thông qua Cái đạo luật này và đạo luật bảo vệ lao động cứng bức Của người Duy Ngô Nhĩ viết tắt là UFLPA Thì cái này nó ảnh hưởng Thì mới đây hãng thông tin Reuters Họ viết một cái bài Họ nói về cái chuyện này Có nghĩa là gì Tất cả những cái sản phẩm nào nhập vào Mỹ Hải quan của Mỹ Quan thuế của Mỹ họ phải khám bảo đảm là những nguyên liệu này không xuất phát từ Tân Cương Hoặc nếu xuất phát từ Tân Cương thì phải chứng minh được là không xuất phát từ cái lao động cưỡng bức Đó, cái đó là cái khó Tất nhiên Mỹ họ không có kiểm soát đâu, nhưng mà họ kiểm soát thế chui Thế thì hãng Reuters họ vừa mới cho biết cái này nó ảnh hưởng đến Việt Nam đó. Bởi vì thứ nhất là cái gì? Khi mà hàng hóa Việt Nam nhập vào Mỹ Nguyên liệu đó là do các công ty Trung Quốc làm chủ thì họ lại nhập nguyên liệu của Trung Quốc thấy chưa tôi trở lại cái điểm mà nãy tôi mở ngoài. à, công ty Trung Quốc thì họ mua nguyên liệu của Trung Quốc họ sử dụng lao động Việt Nam rồi bán sang Trung Quốc để cái chữ make in Việt Nam make in Việt Nam nhưng mà công ty lại do Trung Quốc làm chủ thành ra ông Mỹ ông nghi ngờ mà hoặc thêm cái nữa trước đây ông mỹ cũng đã nghi ngờ nhiều lần đánh đánh thuế thép việt nam nặng lắm bởi vì thép trung quốc và vô mỹ đó đánh thuế rất cao đúng không thì ông trung quốc ông không bán được ông bán cho việt nam việt nam mua về đổi cái mát à, hay bán vào mỹ để mất in việt nam thì ông mỹ cũng phát hiện đánh thuế nặng lắm mà à, anh trung quốc mượn đường ở việt nam để mà bán vào mỹ có đúng không đó. thì bây giờ trở lại cái vấn đề này đó. thế thì bây giờ khi mà cái luật này nó ra còn thuế của mỹ họ khám thì việt nam gặp khó khăn gặp khó khăn cộng với cái chuyện là bây giờ nhu cầu hả? của toàn cầu bắt đầu nó giảm người ta một số người sẽ à, tiết kiệm vì vấn đề kinh tế toàn cầu nó, 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 nó suy thoái nó đi xuống thứ hai nữa là có một số người à, bây giờ càng ngày họ nhất là người mỹ họ ghét trung quốc họ mở những cuộc vận động tẩy chay uh, những cái hàng hóa mà xuất phát từ Trung Quốc ví dụ như quần áo mà uh, vải làm từ tân cương một tẩy chay lại khai như thế thì cái đơn đặt hàng cho các cái công ty của Việt Nam nó bị giảm nhưng mà cái chính là cái uh, đạo luật mà UFLPA à. thì cái này nó làm cho cái chuyện gọi là gì hàng hóa việt nam đi vào nó bị kẹt nó bị chậm lại đó chính vì vậy nó dẫn đến cái việc là một số công ty của việt nam bây giờ phải cho công nhân nghỉ thì ban đầu đó những công ty ví dụ cái trên hình quý vị thấy là công ty pogen của đài loan là công ty này hiện nay nằm ở uh, phường uh, tân ở uh, uh, quận bình tân gần bà quẹo á là trung bình đó, là họ có khoảng 56.000 lao động coi như công ty mướn lao động lớn nhất Việt Nam và có lúc lên cao gần cả trăm ngàn người đa số người các tỉnh lên là cho công ty này thì bây giờ họ giảm người vừa qua là họ giảm nhiều đợt và theo Reuters cho biết là coi như tất cả những cái công ty may mặc Việt Nam coi như trong thời gian qua đã giảm khoảng 90.000 lao động 90.000 lao động thì so với lại vài triệu lao động Việt Nam không ảnh hưởng nhiều nhưng mà rõ ràng nó đang có khuynh hướng đó đó thì cái đó là cái mà bắt đầu người ta lo ngại Và hãng thông tấn Reuters họ viết cái bài này Họ cho thấy là khi mà những cái luật này nó ra Họ trừng phạt Trung Quốc thì họ cũng đẩy ở Việt Nam Bởi vì Mỹ biết là cái Trung Quốc ấy sẽ bước cái đường Việt Nam nó lòn qua Đó, à, tròn hàng qua Thành ra ông Mỹ cũng để ý nhiều Hả? À. Nó còn thêm những cái chuyện gì nữa Tôi sẽ trình bày tiếp cho quý vị sau phần quảng cáo Xin quý vị đừng rời màn hình SCT Cảm ơn quý vị màn hình của đài truyền hình SCT. Sau đây chúng tôi trở lại chương trình thời sự 247. Tôi đã nói về câu chuyện cái đạo luật UFLPA gọi tắt là đạo luật bảo vệ lao động cưỡng bức ở tại vùng Tây Tạng do Hoa Kỳ ban hành và áp dụng từ năm ngoái. Bây giờ bắt đầu Hoa Kỳ họ gắt họ khám xét cái này. Thì đa số hàng dệt của Việt Nam và máy mặc nói chung là hàng máy mặc và giày dép là đều Việt Nam làm hết và xuất cảm qua Mỹ thì bây giờ Mỹ họ phải kiểm tra cái này và nó làm trở ngại nó ảnh hưởng đến cái nguồn cung ứng lao động của Việt Nam thì thưa vị Việt Nam không phải chỉ làm giày Adidas thì nay kia họ làm hàng có Gap là Victoria Secret luôn và nhiều thứ hàng khác tôi nói với anh em nhiều quý vị vào những cái tiệm mà mua sắm của Mỹ ở đây đó Make in Việt Nam rất là nhiều mà những nguyên liệu nó có thể có thể nó dùng chứ có thể đó là xuất phát từ bên Tân Cương tôi nói lại xuất phát tăng cương ok nhưng mà khi vào mỹ phải chứng minh không phải xuất phát từ cơ bước lao động đó thì reuters cho biết đó cái đợt hàng mà tính đến ngày 3 tháng 4 vừa rồi đó trong số lô hàng trị giá khoảng 15 triệu đô la mà bị quan thuế mỹ giữ lại đó theo cái luật mà uflpa đó, thì hơn 80% hàng là nhập từ việt nam hơn 80% là từ việt nam chỉ có 13% đó, được thông quan tức là gì được duyệt đi qua tức là còn còn, còn kẹt lại con số 15 triệu không có nhiều so với con số cả trăm tỷ Việt Nam xuất cao vào Mỹ đúng không nhưng mà đây là cái chuyện mà đầu tiên đây á 80 là bị ách lại tức là 100 mặt hàng vào Mỹ mà bị chặn lại trong đó 80 là của Việt Nam thì mới lọt qua được có 13 thôi tính như ngày 3 tháng 4 đó người ta vẫn lạc quan là Việt Nam là cái thị trường lao động tốt hơn 100, 100 triệu dân vẫn là cái nơi mà cung ứng hàng hóa, hàng may mặc và giày dép cho Mỹ rất là tốt. Nhưng mà bắt đầu nó có cái dấu hiệu này. Đó. Thì cái đó là người ta lo sợ và nó đã ảnh hưởng lao động Việt Nam. các công ty Việt Nam đó bây giờ đó họ cho nghỉ mà họ cũng nhân đạo lắm. Ban đầu là họ cho nghỉ xe tua nhau. Đó. Ví dụ người này thay vì làm 5 ngày bây giờ anh nghỉ 2 ngày. Là 3 ngày xe tua nhau. Đó giảm bớt ngày làm đi đều đi chúng ta không cho nghỉ hết nhưng mà đã có những trường hợp như bao là có lợt là báo cho nghỉ tới hai ba ngàn người luôn mà quý vị biết như vậy nó kẹt đây là những người lao động đa số là tỉnh lên không à mà họ đi làm đó họ gửi tiền về cho nhà đa số là vùng nghèo nhờ cái tiền của những người này họ gửi về ở quê nhà cha mẹ có tiền sống có tiền cho con đi học có làm xây được cái nhà này kia đại khái sống còn khá thì lao động nước ngoài đúng không đây những người là không có khá đi lao động thay vì lao động nước ngoài lao động ở việt nam mà làm cho nước ngoài đó thì bị ảnh hưởng thì cái đó là cái dấu hiệu đầu tiên và khi mà cái chuyện này thưa quý vị giữa mỹ và trung quốc mà nếu nó tăng căng thẳng tiếp tục thì có thể Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng. Đó, có thể bị ảnh hưởng. Đây này, họ nói ví dụ như trong mà họ trong một ví dụ này, trong thời gian qua tổng cộng rà soát 3.600 lô hàng trị giá hơn 1 tỷ đô la từ nhiều quốc gia để xác định. Đó, là họ rà soát hơn 3.600 lô hàng nha. Đó. Thì trong đó đây. Mới đây này, trong cái lô hàng tổng trị giá 27 tỷ đô la hàng may mặc Giày dép mà Việt Nam xuất cảng sang Mỹ vào năm ngoái tính con số năm ngoái đó, đó thì nó có bị ảnh hưởng có bị ảnh hưởng đó thì bây giờ người ta đang lo là gì giữa Trung Quốc và Việt Nam à, xin lỗi quý vị Trung Quốc và Hoa Kỳ nếu mà họ căng thẳng thêm nữa thì không loại trừ cái chuyện là quan thuế của Mỹ họ sẽ làm mạnh họ chặn cái này và cái người đầu tiên ảnh hưởng là công nhân Việt Nam, chứ không ai khác hết, chứ không ai khác hết, họ sẽ bị mất việc làm. thì bây giờ nếu mà Việt Nam với Trung Quốc cho Việt Nam với Mỹ cho dù có quan hệ tốt chăng nữa và trước đây quý vị nhớ đó là khi mà Việt Nam với Mỹ đó, khoảng năm 2018 đến năm 2022 đã có hai lần mỹ định trừng phạt việt nam về cái chuyện phá giá đồng tiền và cái chuyện mà gọi là mỹ gọi là việt nam buôn gỗ lậu thì cuối cùng mỹ tha cho việt nam bởi vì lúc đó mỹ cần việt nam để hy vọng việt nam nâng cấp quan hệ lên chiến lược với mỹ nhưng bây giờ qua những cái bình luận trước đây những cái phân tích trước đây tôi kể cho quý vị là không biết liệu những ngày tới Việt Nam có Mỹ lên đối tác chiến lược hay không. Bởi vì nó còn những cái trở ngại mà trước đây tôi đã trình bày rồi. Nếu Việt Nam với Mỹ không lên đối tác chiến lược thì có thể kinh tế Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng. Bởi vì lúc đó Mỹ không có ưu tiên nữa. Và nếu tình trạng giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục căng thẳng thì rõ ràng là Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng. Và trong cái lựa chọn của Việt Nam, hôm trước tôi có kể với quý vị Việt Nam coi trọng ba cái điều của ba cái điều Việt Nam nhắm thứ nhất là phát triển kinh tế thứ hai là tự lập về chiến lược và thứ ba là duy trì sự độc đảng của Đảng Cộng sản Việt Nam thì hai cái vế sau là Việt Nam không bỏ qua dứt khoát là không bỏ qua nếu hy sinh hai cái sau đó cái cuối cùng là sẽ chế độ bị mất nguy hiểm đảng cộng sản bị đe dọa, chắc chắn họ không chấp nhận còn cái chiến lược mà tự chủ đó tự lập đó họ không chấp nhận luôn họ không muốn để cho nước khác ảnh hưởng vô thành ra họ có thể chấp nhận hy sinh cái phát triển kinh tế mà nếu chấp nhận hy sinh phát triển kinh tế thì nó ảnh hưởng đến người dân và cái điều này tôi đã nói trước đây rồi khi mà quý vị thấy Việt Nam để cho ba cái ông mà gọi là cao cấp ông Nguyễn Xuân Phúc chủ tịch nước ông Phạm Bình Minh phó thủ tướng thường trực ông vũ đức nam phóng sự ra đi đây là ba cái người được coi là kính trị thành phần mà có thể coi như là phát triển đất nước về mặt kinh tế nhưng mà khi để loại ba những người ba người đó bất kể lý do gì nha, tôi không nói lý do đây tôi không cần biết lý do của tôi cái sự kiện này ba người đó ra đi bây giờ việt nam bị là cái ảnh hưởng ngay hiện nay bây giờ nhiều dự án không có bởi vì không ai dám làm gì hết sợ bị vô lò không rồi ngoài đầu tư nước ngoài họ bắt đầu họ cũng nghi ngờ cộng thêm với những cái này nữa nhưng việt nam họ chấp nhận cho nó à, thà tôi nghèo tôi không chấp nhận hủy bỏ cái sự độc tôn của đảng cộng sản tôi không chấp nhận để người khác ảnh hưởng cái chiến lược của tôi tôi chấp nhận phát triển kinh tế không cao thì bây giờ quý vị đọc báo trong nước quý vị biết đó. đầy bắt đầu là bây giờ gì phòng ốc đặc biệt là ở sài gòn các thành phố mà lớn nhất việt nam đóng 25% cái ngân sách cho việt nam nhiều cửa hàng người ta bỏ người ta không mướn nữa việc làm đây nè đó những cái chuyện này là sắp tới đây nó sẽ bị ảnh hưởng tôi, tôi xin nói lại là việt nam vẫn là cái thị trường cung cấp cái gọi là hàng may mặc và giày dép lớn cho mỹ chuyện đó không thể đổi nhưng rõ ràng nó sẽ giảm và nó đang giảm và cái này nó dính tất cả trung quốc và mỹ luôn và cái việt nam nó tay ba mỹ có thể họ không nói ra nhưng có thể họ gây áp lực trong việc này và khi họ gây áp lực họ làm khó và việt nam sẽ chấp nhận việt nam sẽ không hủy bỏ không không buông tha hai cái điều kia là độc lập về vấn đề chiến lược và sự độc tôn của đảng cộng sản Họ có thể chấp nhận hy sinh vấn đề kinh tế. Điều đó thấy rõ. Sau khi để ông Phúc, ông Minh, ông Đam ra đi. Và bây giờ nó đang xảy ra. Quý 1 vừa rồi thưa quý vị, Việt Nam tăng trưởng hơn 1%. Trong khi họ hy vọng là năm nay tăng trưởng 7%. Hôm rồi tôi đọc tôi thấy họ bảo là nếu bây giờ muốn bù lại 7% thì quý 3, quý 4 phải tăng 12% thì mới bù lại được. Thưa quý vị làm sao trong một quý mà tăng được 12%? Điều đó khó lắm thành ra cuối cùng á là khi bị ép như vậy đó Việt Nam sẽ chấp nhận tha tôi nghèo một chút chúng tôi không hy sinh ngay chuyện kia thì người dân sẽ bị ảnh hưởng và nhóm đầu tiên bị ảnh hưởng sẽ là nhóm dân nghèo những cái người mà làm những cái công ty mà của nước ngoài làm chủ thấy chưa họ sẽ không có việc làm mà sẽ phải về quê gì đó mình chưa biết thì nó trở lại cái hồi nãy tôi nói ban đầu là chừng nào Việt Nam vẫn còn ăn sổi ở thì dùng sức lao động mà không biết đầu tư vào trí tuệ, đầu tư vào các kỹ thuật, các trường đại học để nâng cao dân trí lên, đó. thì vẫn còn lệ thuộc các nước ngoài chỉ đem máy móc, đem trí tuệ, đem kỹ thuật vào Việt Nam, khai thác cái mồ hôi lao động của người Việt Nam rồi bán ra nước ngoài, thì trường đó vẫn còn kẹt. Chỉ khi nào Việt Nam làm chủ những công ty đó, thì Việt Nam đỡ hơn. Đó là câu chuyện Việt Nam mà trong vấn đề may mặc cảm ơn quý rất nhiều theo dõi chương trình chúng tôi xin hẹn quý vị vào những ngày sau